Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Phúc Mua Bài nha. Bên em chuyên mua bán, giao lưu, trao đổi tất cả các loại smartphone cũ đã qua sử dụng nha anh em. Thì bên em bán hàng có hai hình thức. Anh em ở Sài Gòn có thể ghé trực tiếp shop em để giao lưu nha. Địa chỉ thì em có chạy trên màn hình đây. Số nhà 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em ở xa không đến được trực tiếp thì bên em có hỗ trợ ship COD toàn quốc cho anh em. Nhận hàng kiểm tra đúng như clip em miêu tả thì anh em mới thanh toán nha. Thanh toán tại nhà rất là tiện lợi và bên em sẽ miễn phí ship cho anh em. Chế độ bảo hành của bên em là 3 tháng cả phần cứng lẫn phần mềm. Riêng phần màn hình thì bao test cảm ứng cho anh em là 3 tháng. Và phần hiển thị màn hình thì bao cho anh em 7 ngày kể từ khi anh em nhận máy. Và bên em sẽ không bảo hành khi màn hình xuất hiện sọc, đốm, nứt kính và mất hiển thị. Đây là hai số điện thoại để anh em gọi khi chốt hàng 0818 60 60 60. Và số thứ hai cũng là số Zalo và số tài khoản ngân hàng luôn nha anh em. 0902060151, ngân hàng VB Bank Việt Nam Thịnh Vượng, chủ tài khoản là Hồng Minh Khôi nha. Đây là số tài khoản duy nhất của Hồng Phúc Mobile. Mọi số tài khoản khác thì không phải là bên em, cho nên anh em lưu ý khi chuyển khoản ship COD nha. Ngoài ra thì bên em có hỗ trợ cho anh em trả góp thông qua căn cước công dân. Đó, thủ tục rất dễ dàng, chỉ cần anh em ghé trực tiếp shop em và đem theo căn cước công dân là anh em đã lên hồ sơ góp được, không thẩm định tài chính và không gọi người thân luôn nha anh em. Còn những anh em nào mà xài thẻ tín dụng thì bên em có hỗ trợ cho anh em quẹt thẻ từ xa. Đó, bên em sẽ gửi link, sau đó anh em điền thông tin của thẻ tín dụng vào. Quẹt thành công thì em sẽ miễn phí ship đến tận nhà cho anh em. Kiểm tra ok, đúng đẹp thì anh em mới nhận hàng nha. Rồi, đôi điều về cái thông tin liên lạc cũng như là chế độ bảo hành và chương trình trả góp. Bên em sẽ miễn phí ship cho anh em luôn. Tới nơi anh em kiểm tra rồi anh em mới thanh toán. Mỗi ngày Hồng Phúc Mobile đều có lên một clip để phục vụ anh em những mẫu máy smartphone bên em hiện có nha. Đó, hôm nay thì em sẽ lên cho anh em khá là nhiều mẫu luôn, những mẫu máy cao cấp mà em thường bán. Cây đầu tiên thì em lên cho anh em một cặp siêu phẩm màu natural nha anh em. Đó, 15 Pro và 15 Pro Max, cực kỳ đẹp luôn em. Cặp này thì máy cũ đã qua sử dụng, khách xài lướt, siêu đẹp và siêu kỹ, đẹp keng như là một cây máy mới luôn em. Đó, rất là đẹp nha, hầu như là không một tì vết luôn em. Đó, đây là con 15 Pro Max nè anh em. Cả hai con này đều là phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Đây có cái anten 5G nằm mé bên ngoài sườn thì nó là bản quốc tế Mỹ nha anh em. Thì bản Mỹ anh em không có xài sim vật lý. Đó, anh em muốn xài sim thì mình bắt buộc phải đi ra ngoài nhà mạng để ép hai cái eSIM vào. Còn những anh em nào rành thì mình có thể ép tại nhà bằng cách mình tải cái ứng dụng, chẳng hạn như anh em dùng My MobiFone thì anh em tải cái ứng dụng là My MobiFone về, sau đó anh em tìm cách chuyển sang eSIM. Còn Vina thì là My VinaPhone. Còn Viettel thì anh em tải cái app của Viettel nha. Rồi, mức giá cặp này thì em bán cho anh em 15 Pro Mỹ thì 20.800.000. Con này thì pin vẫn đủ 100%. Cộng bảo hành Apple cho tới ngày 22 tháng 10 năm 2024. Em bán với giá là 20.800.000 nha. Còn cây 15 Pro Max Mỹ nó 256GB thì em bán là 25.200.000. Đó, phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Chỉ có 25.2 thôi. Rẻ hơn bản Việt Nam tầm khoảng 1.000.000 đến 1.500.000 nha anh em. Đối với máy cũ. Con này thì pin sạc 256 lần, còn được 97% dung lượng. Còn bảo hành cho tới tháng 9 năm 2024 nha anh em. Nó đây là những con máy mà đời đầu khách đã sử dụng. Đó, thì em đã được thu lại. Rồi, 25.200.000 và 20.800.000 nha. Siêu phẩm 15 Pro và 15 Pro Max nha anh em. Thấp hơn một tí thì em có về được một cây 14 Pro Max nha anh em. 256GB cũng là phiên bản quốc tế Mỹ luôn. Con này thì em lên với giá chỉ có 20.900.000 thôi. Đó, cao gần bằng với con 15 Pro nha anh em. Ngoại hình con màu đen này thì còn khá đẹp. Đó, 98-99% luôn em. Hầu như là không có bị cấn mớp gì hết, cũng không có phẩy hay là nhâm gì luôn anh em. Nói chung chỉ chấm chấm nhẹ sườn thôi, không đáng kể lắm nha. Anh em nào dễ tính thì 99%. Ok, đó, ngoại hình thì quá đẹp nha. Màu đen đậm của dòng 14 Pro Max rất là đẹp luôn nha anh em. Đó, đây là full cái ngoại hình. Đẹp tầm khoảng gần như là 99% luôn. Thì bản 14 Pro Max thì anh em cũng giống hệt như là bản 15 Pro Max anh em. Không xài sim vật lý nha. Anh em ép 2 eSIM vào để xài SIM. Mình có thể ép được 2 eSIM nha anh em. Con này thì pin còn được rất là cao luôn em ơi. Đây, 90% nha. Đó, mọi hình, mọi thứ đều ok. Màu đen rất là đẹp. Bên em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng.
tặng thêm sạc cáp cường lực và ốp lưng. Đó, đồng thời miễn phí ship đến tận nhà cho anh em nha. Ship COD 20 triệu 20 triệu 900 nghìn cho con 256GB quốc tế Mỹ nha anh em. Còn thấp đời hơn một tí thì em về được một cây màu gold iPhone 13 Pro Max nha. Con này thì ngoại hình đẹp keng spang luôn em ơi, 99% luôn. Rất là đẹp nha. Con này cũng là phiên bản quốc tế luôn, quốc tế Mỹ nha anh em. Đây có anten ngoài sau đây. Thì dòng 13 Pro Max em sẽ hỗ trợ cho anh em fit màn hình xanh trắng là trọn đời máy luôn nha anh em. Đây bản Mỹ. Con này thì nó báo là linh kiện Apple chính hãng màn hình, có nghĩa là khách đã đi vào hãng để thay màn hình rồi. Cho nên nó báo là chính hãng nha anh em. Vẫn có chu tông đầy đủ, bao cho anh em là màn zin, men zin và vỏ zin luôn. 13 Pro Max thì có chỗ để sim vật lý anh em. Đây, một vật lý và một eSIM. Pin của dòng 13 Pro Max này thì cực kỳ là trâu bò nha, còn được 86%. Đây là cục pin zin máy nha anh em. Đó, con này em lên với giá là 14.600.000 cho iPhone 13 Pro Max màu gold siêu đẹp luôn nha anh em. Con này thì đẹp keng luôn, 99%. 14.600.000 nha. Còn dòng 12 Pro Max thì đây em thanh lý trước cho anh em cây 256GB nha. Con này thì pin zin 90%. Em bán với giá là 11.600.000. Màn hình nó hơi bị ám nhẹ thôi anh em. Đó, ngoại hình thì tầm khoảng 98%. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Con này thì pin zin 90%. Đó, bị phẩy xíu xiu ở chỗ cái việc mép viền này thôi, còn lại là đẹp hết nha. Màn hình đẹp, kính đẹp và lưng đẹp, pin rất là trâu bò nha anh em, pin zin 90%. Đây, để anh em xem cái phần ám màn. Đây, anh em nhìn thật là kỹ anh em mới thấy được cái phần ám màn nha. Đây, anh em thấy không? Đây, cái màn khúc này nè, khúc này thì nó hơi sáng hơn bình thường xíu. Còn khúc này thì nó hơi tối hơn xíu. Nó gửi này gọi là ám phân tầng nha anh em. Đó, màn hình AMOLED thì nó hay bị cái ám này. Nói chung là rất là khó thấy nha anh em. Anh em nào dễ tính nữa thì mình có thể bật cái nền đen lên, rồi vô tư mà sử dụng luôn nha anh em. Ám như là không ám. iPhone 12 Pro Max 256GB phiên bản quốc tế Nhật GA, không giới hạn SIM, là bản quốc tế 2 SIM nha anh em. Dòng 12 Pro Max này thì cực kỳ là lạnh tính, hầu như là nó khó lỗi lắm anh em ơi. Rồi, 11.600.000 nha cho bản 256GB. Còn anh em muốn xài phiên bản 128GB cho tiết kiệm thì em có về được 3 màu. Màu gold, màu đen và màu xanh. Pin zin theo máy luôn nha anh em, 87, 88 và 90%. Đó, ngoại hình của ba cây này thì tầm khoảng 98%. Sườn nó có trầy xước và phẩy nhẹ. Em bán đồng giá cho anh em luôn, 11.300.000 nha. Đó, anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em. Đây là cái full ngoại hình của 12 Pro Max 128GB, máy đẹp 98% nha anh em. Đây, đó, trầy xước rất là nhẹ theo thời gian thôi. Đây, nhâm nhâm nhẹ nhẹ như thế này. Đặc biệt là nó không có bị cấn mớp hay gì hết nha anh em. Nó chỉ trầy xước và phẩy nhẹ thôi. Đó, hàng này gọi là hàng phẩy đẹp nha anh em. Đó, sườn thì có phe phẩy nhẹ theo thời gian. Không đáng kể lắm nha anh em ơi. Nó trầy trầy nhẹ nhẹ thôi anh em, không có bị cấn mớp gì hết nha. Thì bản 128GB em bán cho anh em đồng giá là 11.300.000. Đó, phiên bản quốc tế nha anh em. Con màu xám này là bản ZDA, là bản quốc tế Đức nha. Đó, bản châu Âu. Thì bản châu Âu chắc chắn nó sẽ có cái thùng rác ở bên hông. Đây. Đó, nó có cái thùng rác là biểu tượng này nè. Đó, thấy không? Đó, biểu tượng thùng rác. Đây là những con máy mà vỏ zin luôn nha anh em, chứ không phải là vỏ thay nha. Màn zin, men zin và vỏ zin. Đó, chỉ có 11.300.000 thôi. Bên em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng tặng sạc cáp cường lực ốp lưng đầy đủ, miễn phí ship toàn quốc cho anh em nha. Rồi tiếp theo thì em sẽ lên cho anh em một cặp máy hôm nay em mới vừa thu khách. Màu gold siêu đẹp, iPhone 11 Pro nha anh em. Một cây 64GB và một cây 256GB. Em lên lần lượt với giá là 6.200.000 cho bản 64 và 5.900.000 cho bản 256GB nha. Đó, em review trước cho anh em cây 64GB. Đây là cái ngoại hình vỏ zin luôn nha anh em. Đó, ngoại hình con này thì không có gì để chê rồi. Đẹp keng xà beng 99%. Sau khi em thu khách, em đã kiểm tra kỹ lưỡng thì đây là một con máy mà đã qua ép kính rồi nha anh em. Đó, anh em lưu ý em có ghi chữ ép kính đây. Màn hình zin đã qua ép kính. Đó, cái này thì khách mua ở chỗ khác thì không có biết là đã ép kính, xài rất là lâu rồi thì mới qua bên em còn dư máy cho nên bán lại cho em. Thì em thu lại và sau khi kiểm tra em nắm được cái tình hình là con này là màn zin đã qua ép kính. Đó,
Nói chung là rất là đẹp luôn nha anh em, không có bị nhăn hay là sọc đốm gì hết, cảm ứng mực mà. Ok, thì bên em bán sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng kể cả phần cảm ứng luôn nha. Rồi, chỉ có vậy thôi. Cái này thì em không báo thì anh em cũng khó mà biết được là màn hình đã qua ép kính nha anh em. Rồi, đi vào chi tiết con 11 Pro này là phiên bản LLA quốc tế Mỹ, đang lên iOS cao 17.5.1. Đây, phiên bản quốc tế thì nó sẽ báo là không giới hạn SIM. Còn máy lock thì nó sẽ báo là SIM bị khóa nha anh em. Đó, rất là dễ để phân biệt. Thì khi anh em mua iPhone thì anh em sẽ reset lại dòng 2. Thì mọi cái đều nó sẽ lòi ra hết thôi anh em, kể cả ai lo ẩn nha. Đây, email quá nét luôn anh em ơi. Ba còn số 5 nha. Đó. Rồi, chỉ có vậy thôi. Pin con này còn được cao anh em ơi, 98%. Đây, pin 88 nha. Rồi, con này chỉ có mỗi ép kính thôi, còn lại là nguyên zin. 6.200.000 nha anh em. 64GB. Còn cây 256GB thì giá lại rẻ hơn, chỉ có 5.900.000 thôi. Ngoại hình con này thì cũng đẹp 99%. Và pin thì pin zin theo máy 74% nha. Rồi, cái màn hình thì nó bị chấm màn nhẹ. Đó, ngoại hình thì không có gì để chơi rồi, đẹp keng luôn anh em ơi, like new luôn nha. Vỏ này là vỏ zin nha. Đây, màn hình nó bị chấm một chấm ngay chỗ này. Đó, chấm rất là nhỏ sát mép này đây. Rồi, chỉ có vậy thôi. Con này thì em bán cho khách xài hơn một năm rồi, em mới vừa thu lại anh em. Đó, em bán từ pin pin 9X luôn. Đó, khách xài một năm mấy nay thì pin còn có 74%. Hiện tại vẫn xài là pin cũng khá là tốt cho anh em, chứ không phải là yếu lắm nha. Thì em thu sam để vậy em bán thôi. Chỉ có bị một chấm nhẹ như thế này, bao anh em là không lo. Cái này thì rất là dễ để che nha anh em. Chỉ cần anh em xài bật cái nền đen lên thôi là anh em đã che được cái khuyết điểm nha. Đây, nó mất tiêu luôn cái chấm luôn, nằm ở cái viền đen. Cho nên anh em không thể nào mà thấy được nha. Bao anh em là cái chấm này không bao giờ bị loạt. Phiên bản LLA quốc tế Mỹ, pin còn được coi đây, 74%. Đó, anh em muốn thay cùng pin new thì em sẽ hỗ trợ cho anh em với chi phí là 300.000. 256GB phiên bản quốc tế Mỹ nha anh em. Đó, dùng được 2 SIM luôn. Rồi, con này chữa cháy là quá đỉnh cao luôn em ơi. Bộ nhớ cao, ngoại hình đẹp, màu gold. Chỉ có 5.900.000 thôi. Giá này nó nhỉnh hơn con 11 tí xíu rồi anh em. Đây là 11 Pro 256GB nha. Rồi, tiếp theo thì em còn được một cây iPhone 12 thường. À, xin lỗi, em nói nhầm, đây là con 12 Pro nha anh em. Em còn được đúng một cây duy nhất thôi. Nguyên zin 100%. Sườn nó có phe phẩy nhẹ theo thời gian như thế này. Em đánh giá tầm khoảng 98%. Đó, pin zin theo máy 81% nha. Và mức giá em bán con này là 8.800.000. Đó, giá 8.800.000, nguyên zin nha anh em, pin 81. Tiếp theo là một cặp iPhone 11 thường 64GB, một cây màu trắng và một cây màu tím. Cả hai con này thì ngoại hình vỏ đẹp, zin 99% và đã được thay pin new 100% rồi nha anh em. Đó, thay pin new nhưng mà không sạc cổ cáp, cho nên nó báo là linh kiện không xác định trong phần cài đặt. Đó, anh em cắm 3U thì nó vẫn hiển thị là 100% bình thường nha. Còn cây này thì zin hết luôn, chỉ thay mỗi cục pin thôi. 5.500.000 nha anh em, xài được 2 SIM. Tiếp theo là em lên cho anh em một cặp iPhone XR và iPhone 12 mini. Nó con XR này ngoại hình đẹp 98%, màu trắng, phiên bản quốc tế 64GB. Nó sườn nó bị phẩy xíu xiu ngay chỗ này thôi. Còn lại là đẹp hết nha anh em. Đó, pin thì thay new 100%. Cũng không sàn cổ cho nên nó báo pin trong phần cài đặt 3.900.000. Con này thì xài phải nói là siêu bền bỉ luôn anh em, pin rất là trâu bò nha. Còn cây 12 mini thì nguyên zin màu xanh 64GB, em lên với giá là 5.200.000. Con này thì pin zin theo máy còn được 73%. Đó, ngoại hình con này thì quá đẹp luôn em ơi, đẹp gần như là 99% nha. Phớt xíu xìu chấm nhẹ sườn chỗ này thôi, không đáng kể lắm nha. Nói chung con này thì quá đẹp rồi. Đó, pin zin theo máy 73%, 5.200.000 nha anh em. Đó, muốn thay pin new thì cộng lên giúp em là 300, em sẽ thay sẵn cho anh em trước khi ship đến cho anh em nha. 5.200.000 cho một con iPhone 12 mini nha. Rồi, tiếp theo thì em sẽ review cho anh em dòng Samsung Galaxy S23 Ultra. Em có rất là đủ màu luôn em. Đây, màu xanh, màu kem và màu đen. Đây là phiên bản Hàn Quốc 512GB và RAM sẽ là 12GB nha anh em. Con màu xanh green và con màu kem và màu đen. Em bán đồng giá cho anh em là 16.800.000 nha. Trước tiên là em quay cho anh em xem cái ngoại hình, tầm khoảng 98% hơn. Đó, sườn nó có phe phẩy nhẹ theo thời gian như thế này.
rất là đẹp nha anh em, phẩy nhẹ nhẹ chấm chấm nhẹ nhẹ sườn thôi. Hàng này cũng là hàng phẩy đẹp giống như lô 12 Pro Max vừa rồi. Nguyên zin 100% nha. Đây là những con máy mà xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc về, có ghi âm cuộc gọi giống hệt như là bản Việt Nam và mình cũng có thể dùng được hai sim luôn nha anh em. Một sim vật lý và một eSIM. Dòng S23 Ultra này thì camera được nâng cấp đáng kể hơn so với dòng S22 Ultra. 200 megapixel và khả năng zoom xa lên đến 100 bit nha. Pin rất là trâu bò, 5000 mAh và tần số quét là 120Hz, chạy con chip mạnh mẽ luôn em, Snapdragon 8 Gen 2. Nói chung là quá là ok cho một con máy siêu phẩm năm 2023 nha. Màu kem quá đẹp luôn nè anh em. Rồi, năm 12 thì em bán với giá là 16.800.000 nha. Anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em. Còn một cây 12GB và 256GB thì em bán rẻ hơn 500k. Chỉ có 16.300.000 thôi anh em. Đó, dòng S23 Ultra thì cực kỳ là giữ giá. Rất là giữ giá luôn em. Nó gần một năm nay thì giá cũng loanh quanh như vậy. Nó không có xuống nhiều anh em ơi. Đó, còn 256 em chỉ có đúng một cây thôi. Thì 16.300.000 nha. Còn anh em muốn xài hàng Việt Nam hay sim vật lý thì em còn được 3 cây đây. Một 2 cây 256GB và một cây 1TB. Cặp này thì em bán với giá là 15.400.000 và 15.500.000. Nó cây 15.500.000 thì còn bảo hành cho tới cuối năm nha anh em. 29 tháng 12 2024 15.500.000. Con này là hàng phẩy 98%. Nó sườn thì nó có phe phẩy nhẹ nhẹ như thế này. Đó, chấm 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 sườn này không đáng kể lắm. Anh em về gắn ốp trong vô là vivu vô tư luôn. Đó, con này thì sườn hầu như là nó không có bị cấn anh em ơi. Nó chỉ bị chấm nhẹ nhâm nhâm sườn thôi, không đáng kể lắm nha. Đó, lưng đẹp và kính thì đẹp keng. Hàng chính hãng Việt Nam còn bảo hành. RAM 12GB và bộ nhớ trong là 256, cũng chạy chip Snapdragon 8 Gen 2 và dùng được hai sim vật lý, pin 5000. Đó, có thêm cây bút iPad. Dòng này thì quá đỉnh cao rồi anh em, cả về cấu hình nè, camera và thậm chí là pin. Mọi thứ đều rất là hoàn hảo, hầu như không một lỗi nhỏ nha. 15.500.000 và 15.500.000, màu đen và màu xanh và green nha anh em. Còn cây màu cam này thì bản 1TB cũng là hàng Việt Nam luôn. Ngoại hình thì nó sờn bốn góc, nó phai sơn sờn bốn góc như thế này, không cấn không mấp. Lưng đẹp và kính đẹp, đó em lên với giá là 18.900.000 nha anh em. Em chỉ có đúng một cây duy nhất thôi. Bộ nhớ 1TB là 1024GB nha. Tha hồ anh em để lưu trữ luôn. Đó, rất là khủng long nha anh em. Đúng có một cây thôi. 18.900.000 nha. Rồi, em sẽ review tiếp cho anh em cái dòng máy thấp hơn một đời. Đó là dòng S22 Ultra. Em có đủ luôn em. Mà Việt Nam, Mỹ và Hàn Quốc nha. Cũng khá là nhiều dung lượng. Em review trước cho anh em một cặp S22 Ultra dung lượng khủng long. 512GB. Bản này là bản Hàn Quốc nha anh em, có ghi âm cuộc gọi và dùng được một sim. Ngoại hình cặp này thì tầm khoảng 98% thôi. Đây, sườn nó có lăm tấm li ti như thế này. Đó, 98 thì chắc chắn là có nhâm và có phẩy và có cấn nữa nha anh em. Đây, phẩy phẩy nhẹ nhẹ như thế này, có trầy xước. Nói chung tổng thể thì cũng còn khá ổn nha. Em chọn những con máy mà cũng dễ nhìn để đem về phục vụ anh em, chứ ít khi nào em nhập máy xấu về để em bán lắm nha. Đó, đa số toàn bộ là kính đẹp hết và màn đẹp long lanh, không ám ố hay là lưu ảnh gì hết nha anh em. Cặp Hàn Quốc năm 12 thì em bán là 11.300.000. RAM con này cũng là 12GB nha anh em. Đó, bộ nhớ cao. Còn mà thấp hơn một tí thì anh em có thể lấy bản 256GB. Đó, em có được 3 màu luôn đây. Màu đỏ đô, màu trắng và màu đen. Thì bản 256 em lên với giá là 10.800.000. Đó, ngoại hình thì đẹp hơn cặp 512GB vừa rồi. Đó, ngoại hình cặp này, lô này thì còn khá nét luôn em ơi. Chạy rất nhẹ theo thời gian. Đẹp 98-99% tùy cây luôn nha. Đó, anh em chọn màu nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo giúp em. Thì em sẽ có một clip riêng biệt để quay đúng con máy đó để phục vụ anh em. Đó, anh em nhận máy thì kiểm tra đúng như số email em đã gửi thì anh em mới nhận máy nha. Đó, 10.800.000, bản Hàn Quốc, RAM 12, 256GB. Samsung S22 Ultra nha anh em. Đó, có 3 màu, quá đẹp luôn. Còn cây màu trắng này cũng là bản hàng 256GB. Ngoại hình thì nó xấu hơn 3 cây vừa rồi, cho nên giá rẻ hơn 500k nha anh em. Sườn nó có bị cấn như thế này đây. Đó, đây cấn một vết ngay chỗ này. Đó, em quay rất là chi tiết để anh em xem ở xa cho nó yên tâm nha. Đó, cấn một vết ở sườn. Ở đây thêm một vết nữa.
Rồi, cấn hai vớt thôi. Còn lại là đẹp. Đây, màn hình đẹp long lanh luôn em. Không cày xước nha. 10 triệu 300 nghìn. Còn anh em muốn xài phiên bản Mỹ, dùng được 2 SIM thì em còn được 2 cây. Một cây màu trắng 128GB, em lên với giá là 9 triệu 700. Và một cây màu đỏ đô 256GB thì 11 triệu 900 nghìn nha anh em. Cây đỏ đô này thì ngoại hình thì zin can luôn. Đẹp like new xuất sắc luôn em. Không một tì vết luôn nha. Đó, anh em muốn máy chất thì chốt ngay con này. Em chỉ có đúng một cây thôi. Những cây màu đen hôm qua, màu đen với màu xanh em về em bán hết rồi anh em. Còn đúng một cây màu đỏ đô này. Bản Mỹ thì anh em dùng được 2 SIM nha. Một vật lý và một eSIM. Đó, RAM thì 12 và bộ nhớ 256GB. Còn chạy chip thì nó giống hệt như là bản Hàn Quốc hay là Việt Nam. Đó, pin thì cũng 5.000 và cam thì zoom xa là 100x nha. 11 triệu 900. Còn cây 128GB thì RAM sẽ là 8GB. Em lên với giá là 9 triệu 7. Con này thì tầm khoảng 98% thôi. Màn hình nó hơi bị xước nhẹ xíu xíu ngay chỗ này. Đó, rất là nhẹ luôn em ơi. Giá thành thì khá tốt nha. 9 triệu 700k. Còn cây màu xanh Việt Nam này thì em còn được đúng một cây luôn. 128GB, ngoại hình 95%. 10 triệu 200 nghìn nha anh em. Con này thì nó bị mất cái đầu bút cho nên em bán giá thành là bỏ bút luôn. Sườn thì nó nhâm phẩy theo thời gian như thế này. 95% thôi nha anh em. Đó, kính thì đẹp nha. Kính không có bị trầy hay là ám ố lưu ảnh gì hết. Đó, rất là đẹp anh em. Đó, lưng đẹp và kính đẹp. 10 triệu 200 nghìn nha. Bản Việt Nam. Hai SIM vật lý. Tiếp theo là em lên cho anh em những con máy lẻ lẻ nha. Đây là siêu phẩm Alcatel WB19 pin 21.000 mAh. Hai SIM vật lý, RAM 8 và bộ nhớ 256GB. Đầy đủ tiếng Việt và CS Play luôn nha anh em. Anh em muốn một dùng một con máy mà cả tuần lễ mới sạc pin một lần thì chốt ngay con này. Pin khủng long 21.000 mAh như là một cục sạc dự phòng nha. 5.600.000. Samsung S20 Ultra phiên bản 2 SIM vật lý màu xám, em còn được đúng một cây duy nhất. Cây này thì em thu lại của khách đây. Đó, 2 SIM đẹp keng. Đây là những con máy mà hàng tồn kho đem về nha anh em. Màn hình đẹp long lanh. Không một tì vết, cực kỳ là chất lượng anh em. 7 triệu mốt nha, dùng được 2 SIM luôn. Gắn cả 2 SIM vào chiến đấu luôn nha anh em. Tiếp theo thì em lên cho anh em một cặp Samsung Galaxy S22 và S22 Plus. Anh em muốn màn to thì có thể chốt ngay con S22 Plus này, phiên bản Hàn Quốc, bộ nhớ cao 256GB, màu trắng. Con này thì ngoại hình đẹp 98%. Sườn nó có bị phẩy đúng một vết nhỏ như thế này. Đây, đúng một vết nhỏ chỗ này thôi, còn lại là đẹp hết nha anh em. Dòng S22 Plus này thì pin rất là trâu bò, nhưng mà nó chỉ xài được có một SIM thôi. Hơi tiếc cho dòng này nha anh em. Pin con này là 4.500 mAh, phiên bản Hàn Quốc có ghi âm nha, 7 triệu 600. Còn cây S22 thường này là bản Việt Nam, 2 SIM vật lý, em lên với giá là 6 triệu 800 nghìn. Đó, RAM 8GB và bộ nhớ là 128 nha. Bản Việt Nam thì 2 SIM vật lý và có ghi âm nha anh em. Đó, 6 triệu 800. Đây là con Vivo Y36, 2 SIM vật lý, RAM 8GB, bộ nhớ là 256 nha anh em. Đầy đủ tiếng Việt và sẽ play. Pin con này rất là trâu bò, anh em chừa cháy là quá ngon luôn. Đó, một chức năng sử dụng bình thường. Camera thì cũng rất là đẹp nha anh em. Đầy đủ tiếng Việt. 3 triệu 500k nha. Rồi, cây cuối cùng trong clip ngày hôm nay thì em sẽ lên cho anh em một con máy để anh em chữa cháy. Đây là con Xiaomi Pocophone F1 màu xanh, ngoại hình đẹp nha anh em, 98-99%. Nguyên zin 100% luôn nha anh em. 2 SIM vật lý, RAM 6GB và bộ nhớ trong là 64GB. Đó, đầy đủ tiếng Việt và CS Play. Con này chữa cháy, nghe nhạc này kia nọ nó cũng quá ngon. Pin thì cũng khá là trâu bò nha anh em. Đó, đầy đủ tiếng Việt và sẽ play. Nói chung mọi chức năng sử dụng bình thường. Đó, con này em lên cho anh em chỉ có 2 triệu đồng thôi. Rồi, em xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em đã xem clip của em từ nãy giờ nha. Anh em xem được clip này, chốt được con máy nào thì chụp lại màn hình và gửi vào Zalo số này giúp em. 0902060151 thì em sẽ có một cái clip riêng biệt để quay đúng con máy đó, kèm cả số email để anh em đối chiếu khi nhận hàng. Đó, bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho anh em, bảo hành cho anh em 3 tháng, tặng sạc cáp và một cái ốp lưng. Nếu như dòng đó em có thì em sẽ tặng cho anh em nha. Còn những anh em nào ghé trực tiếp shop em ở Sài Gòn thì có thể ghé địa chỉ này: 80/97B, đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho anh em, bảo hành 3 tháng nha. Rồi, một lần nữa thì
Cảm ơn anh em đã xem clip của em nha. Hẹn gặp anh em vào những clip sau. Bye bye!